Hello, xin chào tất cả bà con. Ngày hôm nay thì My cũng vừa soạn hàng để có thể giao được cho một cái chị khách đến cửa hàng để mua nè. Ở đây sẽ là 5 cái bộ đèn năng lượng mặt trời Rolex 200 W. Trong tháng 6 thì công ty Xenon Solar có gửi cho quý khách một chương trình khuyến mãi của dòng Rolex. Không biết quý khách hàng đã biết chưa? Nếu khách hàng chưa biết thì bây giờ My sẽ nói lại luôn nha. Tại vì cũng còn có vài ngày nữa là hết chương trình rồi đó. Thì trong tháng 6 này, khi mà quý khách mua đèn năng lượng mặt trời Rolex 4.0 200W, quý khách hàng sẽ còn được tặng kèm theo một cái đèn bóng bức năng lượng mặt trời sử dụng ở trong nhà. Và đặc biệt là còn được giảm giá khuyến mãi chỉ có 1.850.000 đồng mà thôi. Và vì khách hàng này cũng biết về cái thông tin mà công ty Xenon Solar đang khuyến mãi dòng Rolex nên là đến trực tiếp cửa hàng xem và chốt luôn 5 bộ đèn luôn nha. Và với cái chất lượng của dòng đèn năng lượng mặt trời Rolex thì chắc chắn là My cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì là đèn thì nó sẽ có một cái chất lượng cực kỳ tốt, và đây là cái dòng cao cấp nhất từ công ty Xenon Solar, có độ sáng bao phủ rộng và cái tấm pin năng lượng mặt trời cực kỳ lớn luôn. Và với chiếc đèn Rolex 200W này thì đây sử dụng cái tấm pin là 5V 50W, kích thước tấm pin sẽ là 535 x 515 x 17 mm. Và về độ sáng của đèn thì đèn có thể đảm bảo độ sáng trong diện tích khoảng tầm là 150m². Và với một cái dung lượng pin lớn là 50.000 mAh mà sử dụng pin khói nữa thì cái chiếc đèn của chúng ta có thể là kéo dài cái thời gian chiếu sáng lên đến trên 20 tiếng rồi nha. Và vì khách hàng khi mà đến chốt đơn chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex 200W 4.0 này thì không cần phải không cần công ty Xenon Solar tặng đèn, nhưng mà cần tặng dây nói mọi người ơi, bởi vì là cái vị trí của khách hàng lắp đến cái vị trí tấm pin thì nó hơi xa hơn so với dây nói ban đầu là 2,5 m, cho nên là khách hàng cũng có yêu cầu là thay thế cái đèn thành cái dây nói như thế này. Và đây là một cái sợi dây nói chuyên dụng dành riêng dòng đèn Rolex, cho nên là nếu như mà bán lẻ thì dây này nó cũng đã là 350 rồi, thì giá trị của nó cũng xấp xỉ tương đương cái bộ đèn tặng, nên là My cũng đổi qua luôn cho khách hàng này. Ví dụ như mà nếu khách hàng nào không cần cái đèn tặng thì khách hàng cũng có thể nói với My sẽ tặng lại cho quý khách cụm dây nói như thế này, cho khách hàng có thể kéo dài cái độ xa của cái dây nói hơn nha. Và xin thông báo là một lần nữa là giá bán hiện tại của cái bộ đèn năng lượng mặt trời Rolex 200W chỉ còn 1.850.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Đặc biệt là quý khách hàng có thể lựa chọn một trong hai quà tặng, một là có thể chọn cái cọng dây nói, hai là có thể là chọn cái chiếc đèn bóng bức năng lượng mặt trời này là quà tặng đi kèm nha. Và video hôm nay của My thì cũng chỉ muốn nói lại một tí về cái chương trình khuyến mãi dòng Rolex thôi, cho nên nếu mà ai chưa xem những video trước của My thì có thể là xem video này và liên hệ ngay với My để chốt đơn nha. Bởi vì là còn có vài ngày nữa là hết tháng 6 rồi, là mọi người nhanh tay chốt đơn với My nhé. Và nếu khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh muốn xem đèn năng lượng mặt trời trực tiếp thì cũng có thể đến ngay công ty của My tại địa chỉ 4380B đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là nếu khách hàng nào ở tỉnh ở xa của thành phố Hồ Chí Minh không tiện lên để xem trực tiếp mẫu thì cũng có thể là tham khảo website của công ty Xenon Solar nha. Thì website công ty sẽ là thegioidendien.vn. Ở đó thì chúng tôi cũng có đăng tải rất là nhiều cái sản phẩm như là đèn pha, đèn đường, đèn trong nhà. Nếu khách hàng nào có nhu cầu, có quan tâm thì cũng có thể lên trực tiếp trang web để xem nha. Video ngày hôm nay của My xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại khách.